Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tựa game Hồng Sư Học Quyện. Thì đây là một tựa game combat lấy chủ đề là đấu la đại lục của nhà phát hành Gam Dách. Hiện nay thì cái tựa game này cũng đã khai mở đến nên và đăng ký nhập học dành cho 10.000 các bạn đăng ký sớm sẽ nhận được các phần quà. Thì để kiểm tra đầu vào thì các bạn hãy vào website là hongsuhocquyen.gamdach.vn/intro. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cách đăng ký sớm để cách nhận quà của tựa game này. Thì khi các bạn đăng nhập thì các bạn sẽ nhận được gift code đăng ký sớm. Thứ hai là mình cũng sẽ chia sẻ với bạn toàn bộ cái đáp án của kiểm tra đầu vào của cái láng đinh này. Thì đầu tiên là đáp án của tựa có cái đảo là Hải Thần Đảo. Thì nhân vật nam chính của truyện Đấu La Đại Lục phần 1 là công an Đường Tam. Tính năng đặc sắc của game Hồng Sư Học Quyện là câu dê cả ba ý trên. Tác giả của bộ truyện Đấu La Đại Lục là Đường Câu Xê, Đường Gia Tam Hiếu. Game Hồng Sư Học Quyện thuộc thể loại là combat. Chúng ta sẽ cùng đến câu hỏi của Phong Trúc Lâm. Thì ai được mệnh danh là phong hào đấu la trẻ nhất là cô A Đường Hạo. Đâu là tên một loại bánh huế là cô D khoái bánh phái. Nóc nhà của Đường Vũ Lân là cổ Nguyệt Na cô A. Đại dịch Corona bắt đầu vào thời gian nào là câu C tháng 12 năm 2019. Song sinh ngũ hồn của Đường Tam là gì? Là câu B, Lam Ngân Thảo và Hạo Thiên Trì. Bảy chú lùn trong truyện cổ tích Bạch Tiết làm nghề gì? Là câu B, thợ mỏ. Ai là thái tử của đế quốc Tinh La? Là câu D, Đới Mộc Bạch. Nam chính trong bộ phim chuyển thể từ truyện Đấu La Đại Lục là Tiêu Chiến câu A. Đường Tam xuất thân từ tông môn nào là câu C, Đường Môn. Nơi sinh của Tiêu Vũ là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Tên gọi Đới Mộc Bạch khi hóa thần là câu A, Chiến Thần. Ý nghĩa của cái tên game dách của nhà phát hành là câu D, tất cả các ý trên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhấn vào nhận quà. Thì như vậy là tất cả các đáp án của cái phần kiểm tra đầu vào này là các bạn sẽ nhận được là Hồng Sư cao cấp. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ mở đáp án ở trên màn hình cho các bạn xem. Hoặc là các bạn cũng có thể vào website là tadinotv.com. Mình có để link ở dưới phần mô tả và phần bình luận cho các bạn xem. Ok, thì đây là cái đáp án của toàn bộ cái câu hỏi này là A, D, C, C, A, D, A, C, B, B, D, A, C, D, A, D. Đây là các đáp án của câu hỏi của phần đăng ký nhập học kiểm tra đầu vào. Mình sẽ ngôn hình một chút cho các bạn xem đáp án. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cho bạn là các đáp án và hướng dẫn các bạn nhận quà đăng ký. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên like, share và subscribe hộ nhé. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.